chị. Ờ, sao cậu đi học về trễ quá vậy? Cảm ơn. Tại vì cuối năm rồi cho nên là nhiều bài để học lắm. Ờ, học giờ này chắc mệt lắm ha. Để tôi dọn cơm cho cậu ăn nha. À thôi không, không cần đâu. Em ăn ở ngoài rồi. Ở đây, à mà quên nữa. Hôm bữa giờ không có thời gian dạy cho chị. Hay là mình học bây giờ luôn nha. Ờ, thôi để sau đi. Bây giờ cậu mệt rồi, cậu nghỉ ngơi nha. Dạ. À, mà quên nữa. Nói gì thì nói, không được lười biếng đó nha. Sắp thi tới nơi rồi đó. Dạ, em biết rồi thưa thầy. Không được nói là thầy nữa. Thôi được rồi, có người học đi, để chú tự lấy cho. Dạ. À, dạ. Chú ơi. Hả? Dạ, còn có một bài toán này giải hoài không ra. À, chú hiểu rồi. Cái này á, con phải ghi hằng đẳng thức này ra nè. Đó, x. Khi đó, ta có biến x nè, là lớn hơn 1 nhưng mà nhỏ hơn 2. Con hiểu chưa? À, dạ, hiểu sơ sơ. Hiểu sơ sơ là sao? Con nghĩ là chưa hiểu rồi. Con hiểu chỗ nào hả? Dạ. Thôi con thử giải cái bài này nha. Rồi, con thử giải cái bài này coi. Chắc là phải cho con làm bài cơ bản hơn nữa. Thôi, để mai mình học tiếp nha. Bây giờ chú bận rồi. Dạ thôi, chú bận nhiều việc mà. Không sao đâu, chú sắp xếp được mà. Mai học tiếp nha. Dạ. Chị cũng học xiên quá ha. Ờ, cậu cần lấy gì hả? Dạ, em tự lấy được rồi. Ờ, tại tôi tranh thủ làm xong để lát còn học nữa. Ủa, hôm nay chị muốn học với em hả? Cậu cũng có việc mà. Chú sĩ nói là hôm nay sẽ dạy cho tôi á. À, cậu sĩ hả? Ừ. Dạ. Ủa, cậu có sao không? Dạ. Lấy đồ hả? Không cần nữa. Bài này em không có hiểu cho lắm. Anh ơi, chị em bao nhiêu lần rồi lo nhìn anh bẽn lẽn danh quên đúng không? Em xin lỗi. Anh chỉ một lần thôi nha. Lại đây cầm tay luôn nè. Anh phải nhớ nghe chưa? Dạ. Cái này nè, em phải lập cái phương trình trước cái đã. Đó, suy ra mình có ít bao nhiêu? Ít bao nhiêu? Lớn hơn 1. Bé hơn mấy? Bé hơn 2. Trời ơi, cái gì làm hết hồn vậy bạn? Đây phải chuyện của bạn. Bạn ở nhà sao bạn không ở qua đây hoài vậy? Ờ, vậy thôi. Cho chú về. Ừ, về đi. Ơi, đừng vậy. Bạn đang đùa giỡn với tôi đúng không? Bây giờ tôi về hay tôi không về? Lại đi. Làm thêm với tôi. Học thêm hả? Ai vậy vậy? Chị My đúng không? Không phải. Người khác. Ý. Dạ. Con xong chưa? Dạ xong. Mình bắt đầu học nha. Dạ. Con ngồi đi. Dạ. À, dạ, con chào cậu. Dạ cậu. Ủa? À, cậu đang dạy thêm cho chị Tâm Ý hả? Đúng rồi. À, cậu cho hai đứa tụi con học chung với được. Ủa? Nhưng mà cậu thấy học được hai đứa tốt mà. Dạ, tại vì tụi con cũng muốn ôn lại bài cũ á. Lỡ mà có thi đại học cũng ra mấy cái đề hồi đó còn biết làm. Sao quên. À, vậy cũng được. Nè,
Hai đứa làm thử đi. Ủa cái gì cậu? Thì bài test á, kiểm tra thử. Ủa mà hai tụi con cũng có làm hả? Đúng rồi, ba đứa phải làm. Mấy đứa tới đâu? Để cậu còn soạn giáo án chứ. Chuyên nghiệp á. Được hả? Nè, cụ Quang, giỏi lắm. Đây, của con. Con làm chú bất ngờ. Dạ. Còn của Nguyên thì... Sao cậu? Sao con mất cân bạn dữ vậy? Con nhìn đi nè. Đâu có đâu. Cậu đưa con coi thôi. Đây chỉ là mấy cái bài mà cậu cho kiến thức cơ bản thôi đó. Thôi rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về phương trình phân số. Chuẩn bị nha. Chị vẫn đang học toán hả? Tại tôi nghe nói là chú sắp kiểm tra nữa đó. Kiểm tra thì kiểm tra chứ sợ gì. Ủa, bộ con không tính chuẩn bị gì hả? Có gì đâu phải chuẩn bị, có nhiều thì nhiều. Thôi chị học tiếp đi, em đi lên phòng chơi game. Hôm nay á, chú đi trả bài kiểm tra cho mấy đứa. Đây, bà có tâm ý. Tâm ý chỉ làm sai có một câu. Con hiểu bài rồi chứ? Dạ, cũng nhờ con làm theo cách của chú chỉ con á. Còn Nguyên thì... Dạ. Dạ dạ cái gì? Dạ. Học hành vậy đó hả? Đâu có đâu. Cái này là tại hôm qua con thức khuya con chơi game á. Cho nên là làm đại thôi á. Chứ con... Học hành mới làm đại. Kiểm tra làm đại. Đưa con nhanh đi. Vũ Kỳ Quang nè. Tốt lắm con. Dạ cảm ơn. Thôi, chuẩn bị học tiếp nè. Ủa, cậu cần gì hả? À, không. Ờ. Chị học bài xiên quá ha. À, đâu có đâu, tôi đang coi lại phần hệ số. Tại tối nay kiểm tra rồi nên hơi lo. À mà cậu ôn bài chưa? Ừ. À, cần gì phải ôn? À, có nhiều thì nhiều. Con mượn cái USB. Ồ. Dạ. Mọi người có vẻ ôn bài kỹ rồi hả? Chắc dạng đề nào ra mấy đứa cũng giải được. Nhưng
cậu có thay đổi bài ý, cho nên cậu muốn thay đổi đề kiểm tra. Ủa, sao đổi đề cậu? Yên tâm đi, bám sát kiến thức ôn mấy ngày hôm nay thôi, đừng có lo. Của con nè. Của con. Đang cảm ơn. Đưa tập lại cho cậu. Đưa đây. Tâm ý, đưa tập lại cho chú. Rồi, mình đi làm bài cho tốt nha. Lần này cũng như lần trước, Kỳ Quang với Tâm ý kiến thức nắm rõ, ổn. Riêng Trạng Nguyên á, yếu hơn các bạn nhiều đó. Con bị hỏng kiến thức hơi bị nhiều đó nha. Lo mà ôn lại cho kỹ. Dạ. Của con đây. Của con nè. Dạ. Của con. Cảm ơn. Rồi, mở vở ra, mình học bài tiếp nè. Vô đi. Ủa, có gì vậy con? À, cậu ơi, cậu có thể chỉ cho con Cậu chờ con nói câu này lâu lắm rồi đó. Giỏi lắm. À. Lần này cậu khá hài lòng, nhưng mà hài lòng nhất là với Trạng Nguyên. Dạ. Tiến bộ rất rõ rệt. Thật sự con rất thông minh, cho nên từ đây về sau á, con muốn chỉ bài cho ai cứ tự tin mà chỉ nghe chưa. Dạ. Con nè. Dạ con. Cậu cảm ơn. Coi lại thành quả của mình đi. Ghê. Xong chưa? Tập trung, mở bài ra học tiếp. Dạ. Ủa, Tâm ý. Ủa, sao con ở đây? Dạ, con đi mua đồ. Con quên mang theo dù hả? Dạ. Nè, cầm đi. Dạ thôi, không cần đâu chú, chú cứ xài đi. Sao không cần, cầm đi. Dạ thôi, con đi về cũng được mà. Trời ơi, cứ cầm đi lẹ, nè. Dạ thôi, chú đưa con lấy gì chú che. Nè cầm đi, chú chạy bộ được mà. Dạ, mà con cũng chạy được mà. Đừng có cứng đầu quá. Nè, cầm đây dù mới nha, không được để ướt nghe chưa. Vậy sao che được chú? Chú nói giỡn á, cầm đi, nghe thơ quá, vậy nha. Dạ, con cảm ơn chú. Đừng có cứng đầu quá. Nè, cầm đây dù mới nha, không được để ướt nghe chưa. Vậy sao che được chú? Chú nói giỡn á, cầm đi, nghe thơ quá, vậy nha. Dạ, con cảm ơn chú. Nè, làm gì đó? Chị nấu canh. Mền của tôi bị đổ nước ngọt lên rồi, mau lên nhận đi. Nhanh nhanh anh, go go go. Chị đúng rồi, chờ chị xíu nha, chị lên liền. Nè, tôi lên mà chị chưa lên là biết tên tôi đó nha. Chạy Thiên Ngọc bây giờ, go 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 go, hiểu chưa? Con nhỏ này riết nó hỗn hào à. Dạ thưa ông ngoại. Trời, nó thưa tôi nổi hết da gà luôn. Nè con. Dạ. Con có thấy cái áo khoác của ông đâu không? À, áo của ông con giặt rồi, ông hình như là khô rồi đó. Vậy hả? Ủi liền ha, ủi liền xong rồi hồi để hồi ông ra ngoài nghe chưa. Lẹ lên nha con. Dạ. Tâm ý ơi, ra đây cô nhờ một chút. Dạ. Ủa, chú. Ờ. Dạ, chú ăn cơm cho chú, để con dọn cơm cho chú nha. Chú ăn rồi. Dạ. À mà nè,
có ai gửi đồ cho chú không? Dạ có, con để trên bàn chú rồi á. Ờ, chú cảm ơn nha. Dạ. Ủa, con bị bệnh hả? Dạ. Con bị bệnh hả? Dạ, không có. Không có cái gì, mặt con sưng lên rồi kìa. À, rất là con bị sâu răng thôi à. Bị sâu răng? Dạ. Để chú coi. Ừ. Cái gì vậy? Con bị sốt rồi đó. Ừ. Để chú một chút. Đây rồi. Hạ miệng ra chú coi. Dạ. Hạ miệng ra. Nói chữ A. 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 Đúng rồi. A, bước lên. A. Con thích ai chưa? Dạ. Hả? Cái gì vậy? Không, không có. Con đâu có thích ai đâu. Chú chỉ nói giỡn thôi mà. Làm gì căng vậy? Con bị mọc răng khôn thôi. Nhưng mà cái răng này á, nó mọc là khiến con bị đau. Phải lên nha sĩ nhổ mới được á. Dạ. Ừ. Răng khôn mà chú. Đúng rồi. Con đứng đây đợi chú nha. Chú vô làm thủ tục cái. Dạo này bên đây tân trang nhiều thiết bị mới quá ha. Ừ, bên tôi mới nhập mấy loại máy mới. Giờ ông làm răng thẩm mỹ, có chút xíu là xong rồi à. Nhiều máy hiện đại vậy, chắc là làm nhanh và khỏe gọn ha. À, hay ông bỏ làm bác sĩ ngoại khoa đi, qua đây làm nha sĩ chung với tôi, cho vui. Thôi, tôi không có khiếu bên nha khoa đâu. Tôi làm răng không khéo đền răng cho người ta không nên. Ông kiêm tốn. Răng hàm bị răng khôn đẩy hư nhiều đồ đó ông ạ. Ờ. Ủa, sao con bé để lâu quá vậy? Chắc tại con bé bận quá đó. Ờ, bây giờ tôi sẽ cho con bé một cái đơn thuốc nha. Sau đó mình sẽ đặt lịch hẹn để nhổ. Răng này dễ nên mình nhổ cũng nhanh thôi. Ờ, ha. Vậy có gì ông cố gắng sắp xếp sớm cho tôi nha. Ok ông. Cảm ơn. Con ngồi đây đi. Đợi chú một chút. Dạ. Nè, cô uống thuốc đi. Dạ, về nhà uống cũng được mà chú. Uống thuốc giảm đau, nó sẽ bớt đau đó. Con chịu đựng mấy ngày nay đúng không? Dạ không sao đâu, con chịu được mà. Mắc mới thì phải chịu. Cứ uống đi. Còn chịu được nhiều chuyện khác nữa đó. Dạ. Hôm nay với ngày mai con có nghỉ ngơi cho thoải mái. Để chú nói với cô cho. Dạ không sao đâu chú. Cô uống thuốc rồi chắc cũng đỡ mà. Khờ quá. Cứ nói là con bị đau là được. Nhưng mà cái gì? Từ đây về sau á, nếu con bị mệt hay con bị đau thì phải nói với chú một tiếng. Chú mới biết chú giúp được chứ. Hiểu chưa? Sao gì? Uống đi. Dạ. Thôi cầm đỡ đi, lát chị kiếm dây thun gác chị cột cho. Dạ. À, chị có sao không chị? Dạ không sao. Sao không? Tôi gãy tay rồi nè. Lấy thẻ đổ tôi 500 ngàn xăng đi. Dạ. Áo mới hả chú? Chú mua đại. Không biết sở thích hai đứa như thế nào, nhưng mà hy vọng là hai đứa sẽ thích. Sao tự nhiên chú mua đồ cho tụi con vậy? Thì thích thấy thì mua thôi. Dạ, chú Julian có rủ con với Tâm Anh qua bên đó ăn. Nhưng mà con chuẩn bị đi thì chú nhờ đem đồ lên cho chú. Vậy bây giờ con qua bên đó hả? Dạ đúng rồi. Thôi đừng đi. Đi ăn một mình buồn lắm. Đi ăn với chú nha. Dạ thôi, để con chạy qua đó cũng được mà. Thì cũng là ăn thịt nướng thôi mà. Đi ăn với chú đi. Với lại con thích ăn thịt nướng lắm đúng không? Dạ con thích lắm. Vậy mình đi ăn thịt nướng. Chú thấy bộ này được nè. Con thấy sao? Dạ. Cái
điện thoại này chú được trúng thưởng, chú tặng cho con cầm đi. Sao chú lại cho con cái này? Cả nhà này ai cũng có hết rồi, chỉ mình con là chưa có. Mỗi lần liên lạc với con rất là khó. Dạ, con nghe ạ. Chú nè, chú nói với cô rồi, cho nên con cứ tới chỗ nha khoa lần trước đi nha. Dạ. Phải nhổ răng khôn nó đi chứ. Tới liền đi. Chú đợi con ở quán cà phê trước cửa nha khoa nha. Dạ, con tới liền. Trong con thời gian